phật dạy này thiện hiện vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì bốn vô lượng bốn định vô sắc thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì bốn vô lượng bốn định vô sắc thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì bốn tịnh lự không xanh không diệt không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì bốn vô lượng bốn định vô sắc không xanh không diệt không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh vì bốn vô lượng bốn định vô sắc thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh Phật dạy này thiện hiện vì tám giải thoát thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì tám giải thoát thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì tám giải thoát không sanh không diệt không nhiễm không tịnh nên thanh Tịnh. Vì tám giải thoát thanh tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ không xanh không diệt, không nhiễm không tịnh, nên thanh tịnh. Vì tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ thanh tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao? Vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì bốn tránh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì bốn niệm trụ không sanh không diệt không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo không sanh không diệt không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh